ใจด้วยค่อยนั่งมูทเจ็ดcho học mẫu này.Ok, một em đầu tiên nhé. Cử ly cũng gần đây. Đấy, xe máy ở kia. Rơi bằng 40 mét đấy.Chết một ngay tại chỗ đây, em nằm một tại chỗ đây còn sống còn một tại luôn còn màu vànglại cảnhchuyên vai còn cái em gãy chân nó bay vào cái nhà này này đấy, nó bay vào cái lùm cây đây tí mình sẽ đến bắt nó các bạn ạ con co bị thương nó bay vào cái khu nhà này này không biết nó đầu cây này hay đầu cây trống này mà đến không thấy nhà thì người ta đã rào lưỡi lại hết không vào được mình thử đi một vòng thôiở bên kia đúng là chân mà đau chứ nhà người ta khóa này không vào được ở đây người ta rào lưỡi hết không biết nó đâu kì thấy nó xa đây xa trên nha chỗ này này thấy nó xa cây này này mình đến thì không biết nó đâu cây trong kia hay đâu cây này nữa không thấy luôn wow, mất con tiếc thếrung ngập à có trúng đâu nào nghe cổ mọi người ạ trúng ngay cổ ạrung hết chạy rồi gục ok một em co tặng chết ngay mọi người to đấy
mặt xuyên ức này, chuyển ra sau lưng này. Trúng một em. Xuyên xuyên cạnh này, xuyên thứ 6 đoàn hơi lệch tị 6 chân này. Trúng. Ok, nằm chết đây rồi. Còn bẫy được này. Này. Thế này mà còn bẫy xuyên, thế này mà còn bẫy được. Tài thật. Bữa nay khôn lắm mọi người ạ. Có chỗ núp mới bắn được nó chứ. Mình chạy xe máy mà dừng là nó bay hết à. Nên mình toàn là bắn những con gần có chỗ núp nên rin lại gần. Trúng. Xuyên qua cổ, cả cánh cả cổ, chết ngay tại chỗ. Rồi, thêm một em nữa. Đời khỏi nặng. Rồi ngu thì chết. Xem trúng ở đâu nào. Ngày cổ mọi người ạ. Phát đầu tiên không bay. Tưởng đâu mình ngon. Có lẽ con này là con cuối cùng rồi ạ. Con 8. Con cuối cùng ạ. Chắc nghỉ. Thôi hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nhé. Cùng Nô Tà Long. Rồi, hẹn gặp lại.